đây mình xài nước mưa không hả cô? Cái này là lửa OM18 hay gì con? Cái này cô biết giống gì không? Đại thơm ha. Ngan thơm cái này giống xuất khẩu rồi. Ngan thơm. Nàng thơm. Ngan thơm. Đây là giống ở trên đây làm lúa cấy không? Thôi như tơ làm biến nó không có lợi gì được đâu. Đây là lúa ngan thơm nha bà con. Đây là của người dân tộc. Trên đây là lúa cấy mà ở trên cạnh núi nè. Đây là chi tôm, nó là bản chi tôm đó. Ăn chi tôm đó nó gọi nó là đậu ấn tượng. Nhận đường này mà xe tải nó chạy cũng là tay lái cứng thôi. Chạy khoảng 5-2 năm nữa là bắt đầu đi đập đổ đánh mớ rồi.
này người ta xây nghĩa cho lên luôn hả? Đây đầu ông tượng trên đây nè. Đầu ông tượng đó bà con, nó mắt mũi tai đầu đầy đủ ha. Đây để khăn dơm lên cho con xem ha. Tượng khóc luôn nè, nó chảy nước mắt luôn đó.